là mùa thứ ba và Huy chỉ nhắc đến hai mùa với Thách Thức Danh Hài rồi. Và nói chung là thí sinh về năm nay là một cái lượng thí sinh, nó chất lượng nó rất là đồng đều, và có những bạn đầu tư rất là kỹ vào phần trang phục nè, nội dung, âm nhạc. Nhưng mà cũng bên cạnh đó thì cũng sẽ có một số bạn đang nghĩ là cuộc thi Thách Thức Danh Hài là một cái sân chơi nó lớn, nhưng mà tại sao các bạn lại nghĩ nó là một cái sân chơi mà không có sự chuẩn bị chu đáo? Có rất là nhiều những cái thí sinh mà lên chưa có chuẩn bị hết gì đầy đủ cho cái cuộc thi này hết. Mà bên cạnh đó thì cũng rất là mừng bởi vì những thí sinh coi cuộc thi này như là một cái sân khấu chuyên nghiệp để mà làm một cái bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất về hài kịch của mình. Thì rất là vui. Với lại nữa là ngày trong mùa giải này thì thay thế giám khảo Việt Hương là anh Trường Giang, là một vị giám khảo cũng rất là khó tính. Và nói chung là anh Trường Giang thì để chọc cười ảnh là một cái vấn đề cực kỳ khó khăn. Hay ảnh cười những cái trường hợp nó phải rất là xuất sắc, bởi vì anh đã có thâm niên trong nghề như anh Chiến Thành rất là lâu. Và ngoài ra anh Chiến Thành thì đôi khi ảnh sẽ có cái chút gọi là thương thí sinh, còn anh Trường Giang anh sẽ rắn hơn. Mình hy vọng là các bạn thí sinh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến những cái tiểu phẩm hài mà nó thật là chất lượng và có sự đầu tư nghiêm túc. Nay em đến đây có, đây là mẹ chồng của em, còn đây là hai đứa trai em, còn đây là mẹ ruột của em. Mình thì nghe con nó thi vậy thì nó đi sợ nó không có tinh thần. Thì 8 giờ tối cái chụp hình lâu quá vậy mẹ. Đi lên sáng. Ôi, chụp hình lâu quá vậy, mở trường quá. Mình cũng đi. Mở trường quá. Rồi, còn đây mẹ chồng cũng vận động viên cho con dâu nó đi thi, nó đoạt giải 100 triệu. Đón xem tập 5 Thách Thức Danh Hài phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7.